Rồi em chào cả nhà nha. Nay em giao dịch với anh Hinh ở Vũng Tàu cả nhà. Anh rất là đẹp trai và nhanh lẹ nha. Mua bán chào đổi xe. Cả nhà có ai cần mua bán chào đổi xe thì liên hệ với em nha, ủng hộ em với nha. Đó. Mua bán xe chào đổi hai anh em chào đổi ha. Xe giá rẻ, giá nhà nghèo nha cả nhà. Có mua bán thì trao đổi alo cho em. Cảm ơn anh trai rất nhiều. Xe TMT đời 2010 bán cho anh.